Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ review cho các bạn một cái máy thổi hơi nóng, máy thổi hơi nóng của Boss. Và đây là model của máy GHG18-60 GHG18-60 nó nói lên cái model này, nó nói lên thông số của máy này các bạn. 18 có là 1800W và 60 có nghĩa là nhiệt độ của nó tối đa là lên đến 600 độ C. Các bạn ha, mình sẽ mở cho anh em xem. Đơn thuần thì chỉ có cái máy này thôi ha. Nó chỉ bao gồm một cái máy không, và luôn luôn là phải có phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng ha các bạn. Model này giống như vừa nãy Ngọc Anh nói là 1800W ha, các bạn thấy 1800W và được sản xuất tại nhà máy ở Bosch tại Romani, Made in Romani này các bạn ha, sàn châu Âu đồng hành ha. Và ở đây thì nó có 3 cấp tốc độ ha, 3 cấp tốc độ các bạn nhìn thấy cái công tắc ở đây. Cấp 1 là 50 độ, tối đa là 50 độ ha. Rồi đến 300 độ và cái mức cuối cùng là 600 độ. Ngọc Anh sẽ thử cho các bạn xem. Đây. Thử xem đây. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ bật lên ha. Từ số nhỏ nhất thôi đã có một cái âm thanh và có hơi nóng ha, hơi nóng ngay. Và giống như anh nói ban đầu thì cái mức đầu tiên thì nó đâu đó khoảng chừng 50 độ thôi, 50 độ C. Và đây là mức nữa ha. Mức thứ hai, nó nóng hơn rồi, nóng quá, không để gần được. Mức này là 300 độ C, Ngọc Anh thấy ngửi thấy mùi, và Ngọc Anh đã tăng lên mức tối đa, maximum của nó là 600 độ C và có mùi ở đây, và chắc chắn rồi, từ cái ống này nó phát sinh ra. Và các bạn lưu ý rằng là cái máy này máy thổi hơi nóng thông thường thì các bạn đừng có tắt ngay, để cho tăng cái độ bền của máy thì các bạn nên giảm nhiệt độ dần, và để đến cái mức gió không thôi, các bạn để cho nó giải nhiệt một chút ha, xong rồi các bạn hãy tắt nó đi. Và cái máy này thì được thiết kế rất là hay. Các bạn thấy rằng này, nó có thể đứng ở đây. Hai cái tiếp điểm này, các bạn thấy không? Đây giống như là hai cái chân vậy ha. Đây là giống như là hai cái chân. Và đây cũng vậy. Ba điểm này sẽ tạo thành một cái thế đứng vững chãi. Đứng vững chãi. Đó. Cho anh em xem ha. Thì có là các bạn có thể dùng để hơ nóng bất kỳ thứ gì mình để trên này ha, mình hơ nhiệt những chi tiết gì đó mình để trên này. Và các bạn cũng lưu ý rằng là những cái máy thổi hơi nóng không đơn thuần chỉ là của Boss, và tất cả các hãng khác đều có thời gian bảo hành thấp hơn so với những cái dụng cụ điện khác. Lý do rằng là ở trong này nó có một cái điện trở phát sinh nhiệt, và đương nhiên rồi cái độ bền nó sẽ không thể nào khá là nóng ha, không thể nào bằng các cái model khác được. Và chính vì lý do đó thì để tăng cái độ bền thì chúng ta nên, nếu như mà các bạn sử dụng thường xuyên thì chúng ta sẽ mua hai cái và để luân phiên sử dụng ha. Đừng có bắt một cái máy thổi nóng này nó làm việc quá là
thường xuyên có là cường độ làm việc liên tục thì nó sẽ dẫn đến việc hư hỏng. Các bạn hãy cho nó nghỉ ngơi, giống như là thay phiên nhau ha. Mỗi một máy sử dụng, ví dụ một ca làm việc của các bạn 4 tiếng thì các bạn bây giờ 1 tiếng các bạn sẽ đổi một máy chẳng hạn, đổi qua đổi lại cho máy nó có thời gian nghỉ ngơi. Máy móc thì nó cũng như là con người chúng ta vậy ha. Các bạn muốn nó bền thì do cái cách sử dụng của mình. Thì ông bà ta có câu là của bền tại người ha, của bền tại người anh em. Giống như là mình cái máy móc nó cũng là cái công cụ, nó cũng là cái phương tiện, hay nói nó là cái công cụ phương tiện để chúng ta hỗ trợ chúng ta làm việc và cũng như là hỗ trợ chúng ta kiếm tiền. Mình hãy quý trọng nó, yêu quý nó giống như là một người bạn của mình, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình được nhiều hơn. Hãy chăm sóc nó và giữ gìn nó thì chắc chắn rồi, nó sẽ giúp chúng ta được lâu hơn. Đó Ngọc Anh nói là nhân cách hóa nó lên thôi, giống như là ý Ngọc Anh muốn nói rằng là mình hãy bảo quản nó thật là kỹ lưỡng thì nó sẽ được bền lâu và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí cũng như là giúp cho chúng ta kiếm được hoàn thành được nhiều công việc cũng như là kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nhiều lợi nhuận về tài chính hơn. Thì đó là Ngọc Anh muốn chia sẻ cái việc mà cách mà bảo quản máy. Thì cái máy này đơn giản như vậy thôi. Và cái dòng thổi hơi nóng thì nó sẽ có hai model. Một model này nó không có màn hình điện tử ha, các bạn chỉ là ước lượng theo số thôi, theo số. Và nó sẽ có một cái model nữa, nó có cái màn hình điện tử để yêu cầu nhiệt độ chính xác hơn. Cảm ơn các bạn và Ngọc Anh sẽ tiếp tục review cái model khác cho các bạn để bạn xem ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Dịch Cổ Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.